quà thánh có điểm chú Sáu lên. Chú vừa mặt trời còn khuất sau phía sau cái vừa bãi cái bên nãy giờ điểm qua dĩ sinh sắt ba cái sắt ở trong cây cột á, sáng giờ dĩ đập nè. Bữa nay thì anh xe cút không có qua, ngày mai ngày mốt dĩ anh qua. Đốn cho nó ngã về, cho cái dừa ngã về hướng của Khánh nè, để xe cuốc nó dễ lòi ngược ra ngoài. Anh đi bỏ giục. Hồi chú Sáu lấy dùm Khánh cái tàu hũ nha. Dạ hả? Cái dừa này nó thẳng băng mà một cái điều nó không có dẻ. Thế nào? Anh xe cốt bữa nay anh có vô không, có qua làm hôm qua anh Hồng đi mặn đâu hả? Dạ giờ anh Hồng anh chạy chiếc xe cốt xích qua chút chỉ chút Sáu đốt cái dừa này. Chú Sáu chú cột cái đầu dây còn lại vô chiếc xe cuốc rồi, vô cái mỏ cái
hết mỗi cuốc của chiếc xe cuốc. Bây giờ chiếc xe cháu bị đốn cái vừa. Dừa này cho chú Chính kế bên nè, chú nhà đối diện hay uống nước cà với cậu Út Khánh nè, cho chú về chú giúp lấy cọng bán. Khánh xin chào ông bà cô chú anh chị em và các bạn thân yêu. Sáng nay Khánh đi chợ, Khánh mua sườn heo. Sườn này là sườn cốc lết chứ không phải là sườn non. Tại vì hết sườn non rồi. Thì mua sườn cốc lết. Thì có cái tàu hũ dừa nè. Cái thôi để mua gì gì để mình nấu ăn. Thì bữa nay á, chiều nay anh Tân ảnh có đi mua đường, xong rồi cái Khánh gỗ ảnh ghé nhà chơi, mà rồi ảnh để khoảng chừng 3 giờ rồi ảnh ghé chơi, rồi cái thẳng Khánh nấu nấu lẩu ăn, đủ ảnh ăn cho vui. Bình thường lần nào ảnh lên nhà chơi ảnh cũng đem đậu hũ lên, mà Khánh kêu bán cho Khánh mà ảnh không bán, ảnh không có lấy tiền, ảnh đem lên cho ăn ảnh không lấy tiền. Kỳ kỳ quá, ăn hoài cũng kỳ quá. Thôi bận này thì nấu lẩu đãi anh ăn cho vui. Anh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng theo dõi nha. Sườn này Khánh trụng sơ qua trước, rồi Khánh mới nấu trở lại nước khác. Nấm này hồi sáng Khánh đi chợ Khánh mua. Nấm này cái này nè, chợ mua. Này mua trong siêu thị. Cái hộp gì vậy ta? Hộp gì vậy? Hộp gì vậy, đọc cái đi. Thành phần đại hồi tiểu hồi. Ủa? Cách nấu. Cách nấu cho có gì vậy? Giờ tôi đọc sau đó. Nấu sôi lẩu. Ủa? À, cái... ngộ quá ta. Vậy là cái này hình như ở trong cái lẩu của Hàn Quốc có cái này nè tiền. Biết không? Ngộ quá ta. Lẩu Hàn Quốc có mấy cái hộp đó đó. Hồi lâu rồi nhớ chị Quỳnh Diệp chỉ cái hộp này sao giống cái hộp ngoài vậy? Không phải. Y chang luôn, cái hộp tròn nè. Thì nó tròn tròn mà nó không phải. Cái kia là người ý. Vậy là cái này nè, cái gói này Khánh mua trong siêu thị rồi, là người ta bán sẵn để mình về mình nấu lẩu nấm á. Rồi cái nó cho thêm cái này nè, vậy chút nữa mình bỏ này vô không? Hay nấu lẩu gì? Gia vị nấu lẩu hả? Quan trọng là lẩu gì này hay nấu thôi. Ủa vô ăn không được mà nấu đại lẩu. Hồi tiểu hồi hộp ngò cam thảo cho hộp ngò kìa hả, cho không có ghi đó. Ủa không lẽ không có ghi thì đó, bởi vì cam thảo quế tưởng đâu hộp ngò ngò gai gì ngò gai đi làm gì phải không, ngò gai đâu phải như vậy chắc vậy. Ủa, tiện chưa, nó đúng tao dòm ra cái tao dòm đúng rồi không nói sai, giống cái gia vị của lẩu hẳn. Ừ, nè vậy không ăn thì để dành lại đi, bữa nào nấu ăn sao. Tại bữa nay mình nấu cái món lẩu chưa bao giờ mình nấu nữa mà bỏ vô hồi thôi ăn được. Tại không dám ăn, không biết ăn. Đó giờ chưa nấu lẩu tại không vừa lần nào á. Nước sôi đã lại rồi, giờ Khánh để cái xương này hồi nãy lấy ra rửa trở lại với nước sạch 2-3 lần nữa. Cho nó sạch sẽ mình nấu cái nước lẩu nó mới trong. Không sai không về nha anh Tân. Làm dày xị, anh em mình làm dày xị. Mỗi lần anh Tân anh lên cái anh hiểu cô Khánh, anh em mình làm dày xị chơi cô Khánh. Lai gai. Nói vậy chứ đâu có. Nói vậy chứ ăn thôi chứ đâu có nhậu nhẹt gì. Mà phải nói gì á. Thôi đập cắt nát nhừ cũng tỏi.
Khánh có mua mấy cái bánh cánh gà bữa mua tại siêu thị nè. Cái này sẵn lấy ra cái mình chiên mình nướng ha. Giờ Khánh nướng mớ luôn. Đập tỏi với lại ướp mớ lên. Cái mình ướp với nước tương miếng dầu ăn. Cho nó miếng tỏi cho nó thơm. Một miếng nước tương. Làm sao nó tan cái muối ớt ra. Còn đây là muối ớt. Có nhiêu đó làm hoài vậy. Mình không có ớt sa tế gì thêm hết trơn. Rồi, cái dầu ăn. Thấy món còn ngon ở gì. Con quả ngắn. Dễ ăn, dễ làm. Mình thấm trộn cái cánh gà này lên nè. Cho nó thấm hồi cái mình đem vô mình nướng. Cái này mình không có cần phải ngồi trở. Nó lâu lắc giống như cái đầu heo. Đầu heo có thảm ăn mới sốc. Rau thảm nay trồng nay xanh lẹ xanh lét mặt thù lù thú lú luôn. Dì Hương thấy dì Hương khoái. Nhưng mà có điều là nó dày quá. Nó hồi chiều mơ gì cái cánh tỉa mỏng ra. Hồi nãy hai chó. Hồi nãy hai chó cắn lộn á. Con lấy cái mò nang con. Cúng cái đầu luôn á. Con lấy cái mò nang con quýnh nó quá chừng luôn mà nó không có nhả ra. Mẹ xách theo nước mà lại mẹ tạt. Ừ mẹ nói anh Khánh nó mới chỉ tao. Bữa hả hai chỉ ai comment chỉ thấy chó nhà mình cắn lộn hoài á, nó giữ. Hai biết sao không? Hai con chó nó cắn lộn có nghĩa là nó đã đang đau rồi cho nên mình quýnh nó nữa, nó tưởng đâu là hai con kia cắn nó. Nó còn cắn thêm. Xong rồi á. Tạt theo nước cái nó giật mình. Canh canh hai thằng nào quýnh lộn bị sắp lá cà hiểu không? Lấy theo nước tạt vô. Là hai thằng nó quay lại. Quýnh hai. Quýnh lộn mát qua đâu quanh. Hạ gì vậy trời, nó hết nóng không quýnh mình à. Nó không quýnh nhau nữa mà quýnh mình hai á. Đi, cũng cái đuôi mình đi giờ. Chờ. Hồi nãy á con tiền tạt mà nó còn không chạy luôn á. Lấy cái mò nang con quất nát cái mò nang luôn mà nó không nhả. Lấy nước tạt nó mới được. Nó giữ ghê luôn. Lấy nước tạt nó chạy mất tiêu rồi. Hôm qua đang nằm qua ngồi vậy không hài gì kịp. Hôm qua đang ăn ập tô cơm qua luôn mà. Tát hoàng cát gói. Này vậy hơn tay vậy hơn thì nó giữ lắm. Từ từ vậy hơn. Rồi vậy hơn chặt đi. Chặt mấy đó đó. Còn tiền đưa giờ hết tiền. Tới giờ. Còn cái bay ăn đó. Dạ. Đây là tàu hủ dừa Bến Tre chính hiệu. Tàu hủ dừa của con bà Hai. Ủa vậy tàu hủ dừa của bà Hai. Rồi giờ Khánh sắp ra cái để vô cái nồi lẩu luôn á nè. Sắp dày dữ vậy. Mỏng luôn hả? Sắp mỏng rồi sắp nhuyễn lại sắp như con giá vậy á. Hả? Này kìa anh đánh hầm dài à. Dài quá mà nếu mà chắc vậy thì chắc mỏng. Ừ. Nó bị vậy á. Để đâu có mình để vô trước chứ. Mình để giờ để vô xương luôn à. Mình biết.
không kìa? Còn ngon không? Hả? Còn ngon không? Ngon. Nếu mà để vô tỏi mình sắp ra thì vậy cũng được. Ừ. Ý là giờ không tính để vô luôn hả? Ờ, để đó là vậy. Thì tưởng là con để vô nhà lỏng đúng không? Không, để vô nồi nè. Chặt khúc này. Khúc này hả? Khúc này hả? Ừ. Khúc này nó bị già. Bỏ hả? Này bỏ luôn hả? Ăn được không? Đâu cắt cái này kìa, cắt nó còn nhiều ít kìa. Cái khúc này mới ngon nè, khúc này là ngon nhất nè. Cái này để lên bên đây chút nữa mình sắc sao. Ôi, bự dữ. Cái tiện thọ tới lấy. Hồi xình bụng luôn. Nói gì xình bụng? Nhiều quá. Vậy thôi đừng ăn. Biết xình bụng. Cái miệng thì nhai thiệt thiệt cái sợ xình bụng. Ghê không? Nhờ đốn hai cây dừa mới có cái tàu hũ ăn nè. Thánh lấy con cái nè, còn cái không biết đâu rồi, không biết nữa. Ai lấy gì đó. Ai lấy một cá bánh nè. Hai cây dừa mà Khánh lấy con cái à, còn cái không biết ai lấy. Trời đất ơi. Xương á, Khánh hầm cho mềm xương luôn. Còn cái tàu hũ này nè, mình hầm nó cũng không có bị mềm đó. Khánh để vô luôn. Đang cho nó ra nước á, nó ngọt. Cánh gà ướp nãy giờ cũng hơi lâu lâu rồi, thấm gia vị rồi đó. Giờ để vô đây nướng, anh Tân ảnh sắp tới, ảnh mới vừa điện Khánh á. Ảnh không có biết đường đi. Ảnh đi ngã tắt, ảnh đi ngã từ cái ngã mà bình thường ảnh mua đường rồi, ảnh đi ngã tắt qua đây. Chính là mềm rồi. Tàu hũ dừa. Dì Hương thì khoái ăn lá dừa. Chị Hương nói lá dừa ngon. Vậy chứ nó ngọt lắm á. Anh Tân ăn thì ăn tàu hủ dừa nấu canh lần nào chưa? Em hơi muốn xệ cái môi rồi đó. Vậy hả? Gì? Ăn hả? Hèn gì đổ vô luôn vậy hả? Ăn mấy chục cây dừa rồi đó. Hèn gì? Muốn xệ cái môi rồi đó. Bỏ vô hết rồi. Hành phi. Tỏi phi. Hành phi thì tỏi cháy. Bông hồng Khánh tầm đợt trước nè. Cắt tỉa nó mới ra được. Bữa hổm gai xong chưa dám tỉa dưới nữa nè. Ngày lên đọt rồi đó. Cái này đang rễ không tráng lại không nổi. Mày có bông. Phân gì? Anh Tân nói phân gì? Phân là rễ dừa. Để xa xa góc một chút. Dạ hả? Bên đất méo bên kia. Hổm này không có mưa mà nước nó tích tụ, nó rút qua, nó rút bên kia qua, nó rút qua vậy nè. Rồi ở trên đây thì nay nó đỡ rồi, nó khô ráo rồi. Khánh đang kêu cái cát chuẩn bị bơm nè, bơm lắp cái lỗ này lại, rồi bơm cao lên là nước nó không có vô nữa, nó sạch sẽ. Xe cuốc bữa nay các anh xe cuốc anh không có qua, anh dựng chiếc xe chứ gần chủ xe không có đây, có xe chứ không có chủ. Rồi cánh gà chiên chín rồi. Bữa nay chiều nay trời mát á, rồi cả nhà lên rủ anh Tân lên đây ngồi ăn luôn cho nó mát. Chỗ này không phải dơ mà là gạch bữa hổm trời mưa á nó ghê. Mình né chỗ đó đi, ngồi né chỗ đó. Cánh gà chiên chín ngon quá ha, thơm ha, chấm muối. Rồi cái này lẩu thì đang chờ đợi cho nó sôi rồi mình mới bỏ nấm vô. Cái gì hơn?
Khánh xin mời ông bà, cô chú anh chị cùng thưởng thức. Ủa bún. Để xem dưới đây bún. Nước lẩu xôi này bỏ nấm vô cho nó chín nè. Vô cái chúc mừng cái anh chúc dạ. Mừng cái gì hơn dạ. Mừng gì vậy? Dễ hôn cái là cho nó mạnh miệng cái hả? Hai ba vô biết rồi cái là bia cái vô cái muốn bệnh nhà hả? Là tự đợt làm nhà thôi mà anh Tân có ghé qua đây có một lần à? Đợt có ngày hoài á. Tết hôm Tết tới đây à, cũng gần một năm rồi. Thì gần năm rồi, 2 tháng nữa 1 năm rồi. Nên ngã đi lạ. Đi lạ hả? Lạ. Dạ. Đi hổm đi, còn năm nay đã đi mình. Ừ. Mà bằng sao có lặng không? Ai biết. Anh thôi. Chích lên mũi 6-7 là quên nữa. Anh con đi đó nào? Dạ. Con năm á? Dạ, của con năm lên. Ủa sao anh con đi đó? Lấy thường. Lên thường nó tốt hơn. Lên thường nó tốt mà. Ủa anh lấy đường chưa anh Tân? Chưa. Hả? Chưa. Chưa hả? Hồi thấy đường về lấy đường không? Lấy đường về chạy vòng đường Nguyễn Xã. Thì dữ luôn. Có cửa anh Tân hồi nhậu dặn làm về ly kìa. Hồi chắc béo quá. Thôi vậy thôi mình ăn ăn xong rồi xuống dưới làm về ly rồi mới lấy đường sao? Dù nó có lý rồi kìa. Chứ mà có đậu khác nữa rồi. Hả? Mà có đậu nữa rồi. Ai đậu? Thì nhà anh á. Đậu nào cũng ở dưới chừng nào mời cái đậu nhậu không đậu đi ấy nữa chứ không nhậu là bớt nhậu rồi đậu gì em khá là quá sớm có hành lá vô lẩu này lẩu ngọt không mình để hành lá vô cho ngon thơm ăn cánh gà nữa hay anh ta ăn nữa gì hơn chỉ còn nè dưa leo ăn cho đỡ ngán cánh gà là mấy anh bóc thì mới ngon gấp cánh đâu được gấp nó đột là đột xuống mình đổ này đỡ nha nếu mà đổ sơn nữa đổ một đám mũ á tự nhiên chơi edit xong cái thấy anh Tân cho anh Tân ngồi cái chỗ này thấy kỳ kỳ sao ta Tân anh chút xíu không ơi chút xíu anh Tân xuống đó rồi tiêu đời anh Ly nữa quá đâu quá cắn gà trời để mối ăn cắm chịu cái này đúng ha cái này hai chiên thường hơn là làm Ly là không biết làm thứ hai này kêu nữa nó không được hơn rồi đổ miếng muối vô đây thì đưa chén nó qua đây chứ không phải lấy cánh gà cái gì hơn với anh ta hết cái ăn đó anh cái gì hơn với anh ta kìa cái này cái nó mềm éo nó khô còn thịt ăn anh Tông ăn gì hơn này cái bóc mới ngon bóc rồi ăn xương hạt gà rồi kia là phải bóc
muốn bóc bóc đi giả bộ nói này bóc mới ngon đó. Hơn vậy là nó làm màu đúng không? Màu màu mèn chiên đó. Ăn rồi rồi không? Ăn đi, ăn trước đi. Anh Vũ chung hành à? Này đâu ớt nước mắm đâu mà làm ớt tương miếng ớt tương ảnh đâu hỏi ngay chợ dưới đông hơn tâm cũng vắng mợ chợ có đông như thường không cũng thua hồi trước dịch chỉ đỡ hơn hồi có dịch bây giờ cứ lúc dịch như người ta phân ra cái chỗ như ngoài lề đường nó bán nhiều hơn à bán ngoài lại đường nhiều hơn bán ở chợ hả? Bán nó tiện á. Với một số người ta nghỉ hưu luôn. Ta sợ dịch mấy người lớn tuổi không dám bán lại phải không? À, không dám bán lại. Thì con cái người ta mình số là gửi con cháu về nhà giữ nghỉ bớt một số. Nốt cho anh ta cái gì? Coi có quay không qua để ngồi quên đi như bữa hổm để đi mất cho chị giáo mặn lắm phải không chị hơi ăn cầu hủ dừa á lấy như cầu hủ dừa nó cái đầu tiên là nướng ớt nước tương tương gì nó ngon hơn nước mắm đậu tại nó có ngủ vị hương á thơm. Bữa anh Tân anh nói đó có con cháu gì có chồng rồi cũng được mà chưa chồng cũng được nó có ai làm mai tám người gì thương ơi Tân bữa anh nói với em vậy á rồi em nói gì hơn nói để coi mỗi ngày có mắt gì giấu cái mỏ là chứ cái mỏ thì bỏ chạy ra đàn ông miệng rộng sao mà lo gì mà ngặt vậy thấy mỏ là em chạy đàn ông miệng rộng sao mà nhỏ nhỏ nó tan qua cửa nhà rồi mà giờ cái mỏ còn chưa ra lại thấy bỏ chạy thôi bỏ chạy được thảo dừa mềm luôn rồi mềm hả? Ngược luôn mà ngọt không nước ngọt rồi thì ra nước ngon nó chạy đâu nước mà chạy đâu không ngọt họ thấy có cái tàu hủ dừa nè mà không biết làm món gì bỏ thì uổng nó hơi gần lại nó mới gần nhắc lên nó tìm mà tàu hủ dừa mà bỏ là ta bắt nhóc ngon nhất hủ dừa hả? Không biết ăn, tao bắt con nhóc. Trời ơi, tao hủ dừa này sao? Bắt nhóc rồi mấy ngày mới cho gì thở ra. Bình thường á. Này biết không? Thích thì tao thích nhóc luôn. Chưa ai dám bỏ cái hủ dừa này đâu có. Mời chú. Nhìn nãy mời rồi quen rồi. Đây là hủ dừa nè, mình xào không ăn cũng ngon. Nó ngọt dữ lắm. Rồi giàu quá. Ngon quá ăn mẹ còn hai cái nè sau lưng hai cây nữa về bữa nó đốt nữa hiểu. Ủa sao bữa không đốt luôn hả đốn lâu ra không được gì hơn mà mắc cái Dũng á làm sao mình nấu á lẩu tợn dừa mà mình nấu lẩu chua giống như lẩu măng chua vậy hả ăn giống như ta còn lẩu sao vừa để vô hồi lẩu á nó làm món gì cũng được chứ làm gì ngâm nha ngâm chua làm dưa chua hả? Ngâm chua làm dưa chua vậy không đo tết đó ta hồi xưa là đám tiệc là người ta dự định định cái đồ dừa nó là món quyết nhất luôn nuôi con heo với nuôi trồng mấy cây dừa lấy tàu hủ phải không chuẩn bị làm đám cưới phải không
Còn anh nuôi mấy heo rồi, chuẩn bị mấy tàu hụt dừa luôn đi. Tiết dừa lên thành cây dừa lão à? Dừa lão ra. Nó cắn con hành lên bông luôn. Nha, gỡ cái bông nó là uống bông hẹ. Bông hẹ, hẹ hành hành. Bông hẹ. Ủa? Bông hành sao hẹ đâu? Bông hẹ. Bông hẹ đâu kìa? Trong cái hũ á, trong cái hộp á, trong hai cọng hẹ bông hẹ. Nè, gì? Là nó lẩu mà. Trong cái bông hẹ. Cái xếp nó lẩu à? Cái hành thì không mắc mà cái bông lại mắc nha. Cái bông mắc gấp đôi gấp ba luôn á. Nó cái bông nó sần lọt với nó mắc. Ủa hồi năm rồi năm nào là bông hành nhiều lắm. Hồi mấy năm rồi dịch á. Dịch á người ta bán được. Năm nay có mà mấy chỗ mà chợ lớn lớn á có 70.000 ký à. Ở một chỗ cũng rẻ như lúc dịch. Lúc dịch thì ký đó đã cây 15.000 à. Thấy cũng hỏi. Hỏi này chắc nhiều rẻ anh bỏ vô luôn nói nghe cho ngon rồi cái người ta nói này nè rẻ lắm chú có 70.000 lỡ bỏ vô vỏ rồi mất 35.000 trả luôn. 70.000 ký hả? Còn thơm dịch thì có 15.000 ký à. Anh đang nói lá hả? Nói bông? Không á. Lá thì ai nói gì? Bền chưa phải lá. Lá hả? Có khi mắc cũng 5.000 gram. Lá mắc nhất lần ký có 50 à. Mắc nhất luôn á. Ừ. Thôi chưa ăn bỏ quà. Thôi ăn chắc ăn lắm. Ăn lắm như tao muốn mà. Mình cũng làm lâu rồi ha. Nhanh anh ơi. Cái nồi này nó nóng lắm. Cũng có cái máy à. Không nhớ. Ông táo coi chừng. Ông táo coi chừng mới mang mang vậy. Chứ người ta có chừng đâu á. Này hầm thịt này cứ bắt là cái lên giảm từ riêng hồi nó khó hơn mà ghê vậy. Nhanh quá ha, nhanh quá. Gỗ nhất vậy mày hả? Ừ, gỗ nhất vậy. Sơn này với kho rượu á. Nó nóng. Còn để nắp lại nó chết. Dễ ham ăn mà gặp đồ nóng hả? Mồ hôi chảy quá trời. Nó nói cái này á chưa bằng cái da. Cái da nóng hơn hả? Cái da mà nó hầm lâu hơn. Đâu ngồi hả? Xương ý là cái da với cái xương với da hầm lâu hơn. Không có liên quan gì tới cái nóng á. Cái da mà giống mà da heo tơ còn đỡ nha. Nó ná rồi. Đợt đó anh mua cái giò heo mà giò trúng giò heo nái rồi nó đã nó heo tơ. Ủa anh nhìn cái chân anh không biết hả? Anh lúc còn nhỏ mà. Cũng bị vụ. Hết đây. Rồi hầm đậu đen mà 3 tiếng đồng hồ á. Hồi đó mẹ em có nuôi gà mái. Mà nó đẻ chắc đâu mười mấy lứa rồi đó. cái mẹ bắt vô nấu cháo. Ngồi chờ hoài. Anh dễ không? Anh dễ không? Ngồi chờ hoài. Cầm cái ly nước kìa. Đổ cái đó kìa. Có thể điện thoại hay có điện thoại à? Mặn gà vậy thì ngon. Đổ nóng vậy luôn. Muốn ăn mặn không được. Lấy chi nhiều dữ vậy? Tại vì ăn chờ đến đói á. Đó nó ngon lắm. Mười mấy lứa thật thà luôn không còn gì đó. Bộ xương thì nặng mà nó dây nhách à. Anh ta bụng mà chờ bà nó hoài không muốn thôi dưỡng ăn nữa nó nhiều tập dưỡng ăn nữa. Lúc này nó nói gì không ăn ít lắm đâu cái chén này muốn kia để tôi làm hết rồi hết thôi vừa ngọt không phóng tay buồn rồi đó không luôn á hả nóng á. Nói vô ly nước cháy rồi. Ôi, gan gì chị hết chưa? Anh Tân phải sao á? Giờ cũng vậy á Tân. Đi uống thêm cho. Đi uống thêm cho. Cũng khỏe hả? Ừ, cũng bình thường. Mà nước tốt hoài luôn.
tháng nào cũng uống. Từ mấy vậy, tháng nào cũng uống. Ủa, ai nói bỏ tàu hủ vô có mua không bỏ hả? Bỏ rồi đó. À, gì mua thêm cái... Bỏ nói gì không? Cà thang mộc. Hủ gì đâu, lấy ăn cục gì ra đó. Đó. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Biết đâu nãy giờ ăn, nó trúng cục tàu hủ rồi đâu. Vậy là tưởng không nấu. Quá trời ngày nào mình uống hai lần. Tàu hủ lắm. Cũng như con ăn chết luôn. Kia 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 kia